Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phường Lam Sơn đảm bảo trật tự đô thị và xử lý xe dừng đỗ sai quy định. Thành phố Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn đã tổ chức gia quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị và dừng đỗ xe sai quy định trên địa bàn toàn phường từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Là một phường trung tâm nơi có nhiều tuyến phố kinh doanh buôn bán, trường học và chợ vườn hoa. Vì thế, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn diễn biến phức tạp, việc lấn chiếm hành lang để bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe trên đường vẫn còn xảy ra. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban dân phường Lam Sơn giao cho công an phường phối hợp với lực lượng quy tắc tổ chức gia quân giải tỏa lêu quán bán bình và xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến phố như Tống Duy Tân, Lê Hữu Lập và khu vực chợ Vân Hoa. Trong thời gian tới, để tăng cường công tác xử lý các trường hợp vi phạm và sắp xếp lại phương tiện ô tô đỗ dừng sai quy định, thì chúng tôi đã tham mưu cho bên Ủy ban nhân dân phường có báo cáo đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố để quy hoạch các cái điểm đỗ phương tiện trên địa bàn phường hợp lý để các cái phương tiện khi đi vào lưu thông trong địa bàn phường Nam Sơn có những điểm để đỗ đúng theo quy định. Quy nhận trong ngày đầu gia quân, về cơ bản các hộ kinh doanh đã tự giác chấp hành tháo rỡ lều quán bán bình, cam kết không vi phạm. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt hành vi dừng đỗ xe dưới lòng lề đường sai quy định. Thời gian tới, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, Công an phường Lam Sơn sẽ tiến hành ghi hình ảnh xe dừng đỗ sai quy định để tiến hành phạt nguội nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông, thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, chợ họp tại các khu công nghiệp, đội kiểm tra quy tắc đô thị đã phối hợp với các phường xã tổ chức giải tỏa các khu vực vi phạm đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, chợ các cố Phan Bội Châu luôn là điểm nóng về tình trạng họp chợ cóc ngay trên đường giao thông. Mặc dù đã nhiều lần ra quân giải tỏa, nhưng chỉ được một thời gian ngắn tình trạng đầu lại vào đấy. Để xóa bỏ triệt để tình trạng người dân họp chợ buôn bán gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng, Ủy ban dân phường Ngọc Trạo, Tân Sơn và Ba Đình đã phối hợp tổ chức tháo rỡ liều quán bán bình, thu giữ bàn ghế và cho các hộ ký cam kết không họp chợ cũng như xử lý hành chính đối với các hộ vi phạm. Bên cạnh đó, các phường cam kết sẽ duy trì lực lượng cắm chốt tại đây không để xảy ra tình trạng tai lấn chiếm trở lại. Để thực hiện tốt cái việc duy trì cái công tác ra quân trật tự đô thị vệ sinh môi trường gắn với công tác phòng chống dịch, chúng tôi sẽ phân công các lực lượng chức năng, công an quy tắc, các lực lượng công chức chuyên môn của phường cắm chốt ở các cái địa điểm nhạy cảm thường xuyên vi phạm và phối hợp với các phường để xử lý dứt điểm cái tình trạng vi phạm. Khu công nghiệp Hoàng Long thuộc hai phường Long Anh và Tảo Xuyên là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất giày da. Vì thế vào giờ tan tầm, một lượng lớn công nhân tan ca dừng mua bán ngay trên đường giao thông và đương nhiên tại đây xuất hiện các chợ họp tự phát gây mất an toàn giao thông thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố về xóa bỏ chợ họp sai quy định. Trong những ngày này, hai phường đã bố trí lực lượng giải tỏa khu vực chợ cóc xung quanh khu công nghiệp cũng như các hộ kinh doanh buôn bán dọc hai bên đường. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm công điện số 24 của tỉnh về không tụ tập chỉ bán hàng mang về. Phường đã tổ chức cái lực lượng phối hợp với đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố đã thường xuyên ra quân để làm tốt cái công tác trật tự và xóa bỏ cái chợ cóc chợ tạm không còn cái tình trạng là buôn bán trên hành lang vỉa hè lòng lề đường và đảm bảo hướng dẫn cái việc xử lý cái việc là chấp hành các cái quy định năm k của bộ y tế nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cũng như công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đến thời điểm hiện tại, các chợ cóc, chợ tạm, chợ họp khu công nghiệp đã được giải tỏa, chính quyền các địa phương cũng cam kết duy trì không để xảy ra tình trạng tài lớn chiếm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.